Mấy em nhập vào đây. À, inbox model nè. Rồi. Đây, thầy có một cái file smooth. À, mấy em xuất ra mấy em để smooth thấy. Để một thôi được rồi. À, thì cái object nó sẽ lên như thế này. À. Việc đầu tiên là mình cứ lấy texture từ Substance Painter, đúng không? Mình sẽ lấy Substance Painter. Và khi mình đưa vào đây á, thì những cái texture của mình nó sẽ có ở đây nhưng mà nó chưa có link ha. Này, mấy em thí dụ bây giờ mấy em bắt đầu thay. Mấy em có thể xuất bằng specular hoặc là drop là hay là cái gì cũng được. Miễn nó có ở đây nó có chế độ cho mình chọn. Rồi, bắt đầu mình ép nó vào thí dụ như ở phần chân. Thì để chân có nghĩa là từ cái áo này đổ xuống là chân. Tay là từ cái áo trên này đổ lên là tay và tóc. À, thì thí dụ như thầy chọn cái chân nè. Ở đầu tiên mấy em thấy cái normal map, đúng không? Thì mình add cái normal map vào đây. Đó, mình add normal map vào đây. Thì thầy ra ngoài sụp email đây ha. Thầy sẽ có cái chân normal map đây. À, thì mấy em nhìn kỹ nè. Nó lên ha, normal nó lên đây, mình vẽ tất cả các cái thứ thì nó lên nằm đây hết. Đây là cái đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ có cái màu sắc của color ở đây ha. Ở đây thì nó để cái tên nó mình hơi khó chịu một tí. Này thường thường là ở các cái phần mềm ví dụ như là V-Ray hay là các phần mềm khác thì mình dễ nhìn thấy hơn ha. Lít vào mình chọn color đây. Đây. Chân màu. À, giờ mấy em thấy nó lên ha. Nhưng mà ở đây mình chưa có để specular drop là kim loại mentholic gì hết thì nó lung tung như thế này. Ha. Thì bắt đầu mình kéo xuống thì mình sẽ thấy nữa. Đây, cái drop nó ở đây nè. Lại lít vào. Nếu mấy em sử dụng bằng V-Ray mà để dạng cloy ha, cloud size ha thì nó sẽ có cái chế độ cho mình chuyển ở trong này. Thì mấy em chọn đây. Cho nên là nó rất là tiện dụng, nó ứng dụng cho mọi thứ. Nha, ở đây mình bắt đầu mình chọn vào. Đây. Thì cái nào nó bóng, cái nào nó không bóng mấy em nhìn thấy rồi ha, cái này nó bóng nó còn nguyên nè, cái này nó hết bóng ha. À, mình do mình làm bên Substance nó sẽ ra như thế này. Đây, bây giờ nó bóng rồi ha. Cái này nó không bóng nữa. Rồi, tiếp theo mình còn một cái chế độ Mentor rồi ha. Thì mình chọn kim loại. Cái chế độ của mình cũng render. Chỉ có cái này bóng thôi, còn tất cả không có phản chiếu gì hết. À, thấy nó rõ ràng kim loại ha. Đấy. Tất cả những cái khác. Rồi. Trước mắt là vậy. Mình còn rất là nhiều kênh ở đây. Thí dụ như occlusion, mình chưa có occlusion, mấy em sẽ thấy là nó không có cái bóng tương tác giữa các cái vật, đúng không? Giữa các cái object, ví dụ như là cái túi với cái này mình không thấy cái đường viền nó. Thì bây giờ mình sẽ chọn occlusion ở đây. À, chọn tự động ép vào nó sẽ ép lên cho mình ha. Sau đó click vào và chọn occlusion ở đây. Đây. AO nè ha. Đây mấy em thấy cái đường viền không? Đấy, nó lên rất là rõ cái túi nè không? Không gian nó rõ hẳn ra. Ha. Giữa cái ngực với cái áo, cái quần bắt đầu nó có không gian. Bây giờ mấy em tắt thì mấy em ở đây bỏ ha hoặc là tắt ha sẽ thấy rõ đúng không? Mấy em thấy rõ không? Đấy, chất liệu nó lên rõ ràng cho mình. Mình có thể dùng cái này để xuất file và nộp bài ha. Rất là nhanh. Rồi. À, bây giờ mình đến cái tay. Cái tay mình cũng làm từng bước như vậy, thí dụ như normal. Nếu nó có normal mình cứ đưa vào. À, đây là phần normal. Không có gì hết.
chân dung hầu như là đơn giản ha. Rồi màu sắc đây, ví dụ như thầy lấy cái này à, mấy em thấy nó bóng nè ha, à, nó bóng không? Rồi mấy em giảm, bắt đầu rớp lệch nó lên nè. Cái kênh đó là cái kênh mình chỉnh à, độ sáng tối của nó đây ha. À, đây cái áo nó sẽ mất đi đúng không? Cái phần nào nó còn bóng, ví dụ như cái tay, mấy cái da hay mấy cái gì đó nó còn thì nó sẽ còn ha. À, rồi tiếp theo mình để kim loại nó vào, mặc dù nó có hay không mình không biết, nhưng mà nó có đủ kênh thì mình cứ đưa vào ha. Đâu rồi, đây nó không có gì hết ha, màu đen là không có gì hết. Rồi mình cũng để occlusion lên đây, cái này là khá khá nhiều ha, từ khuôn mặt nó đậm đen hay là cái độ bóng tối giữa các cái quần áo. À bây giờ mình thấy rõ ha, nè cái viền nè ha, giữa cái áo với cái dây nịt ha. Bên đây mình tắt cái là mình sẽ thấy nè, đấy rõ ràng ha, không gian rất rõ ràng không? Cái độ mắt nó cũng sâu lại ha, nó có cái ambient occlusion. Thì cái ambient occlusion này mấy em có thể chỉnh giảm được ở đây ha, giảm dần nè là nó không thấy nè, lên dần nó sẽ rõ nè. Mấy em muốn đậm nhạt hoặc là chỉnh theo gam màu mấy em cũng được ha. Ở đây nó có nhiều kiểu, và mỗi một cái như thế này, một cái kênh như thế này mấy em đều chỉnh được hết, muốn sáng mạnh sáng yếu. Đây là nói về chất liệu. Rồi ví dụ như thầy bỏ cái phần tóc vào normal, à nó lên mấy cái phần tóc ha. Rồi rồi đây không có gì nhiều, đây cũng không có, nhưng mà nó có kênh thì mình cứ đưa vào ha. Rồi cái phần occlusion rồi cái phần màu sắc. À, này lộn á, này mới đúng normal nè, này là màu sắc à, cơ bản rồi à, nó có thể do mình làm như bên kia nó như thế nào là nó sẽ ra bên này giống y như vậy, canh lại cho nó đúng coi mấy cái chất liệu ha. Nếu mà nó bóng quá thì mình có thể giảm chỉnh gì đó ha, chỉnh thêm giảm bớt. Này bóng quá mới xịt keo đây, rồi mấy em nhìn thấy. Rồi bây giờ mình chỉnh sáng tối để mình render cho nó hợp lý nguyên cái scene nữa ha. À, ở đây là nó chiếu từ sau, nó chiếu tới nhiều hơn nè, mấy em nhìn thấy không? À, hơn sau nhìn rõ hơn không? Hơn trước nhìn nó không được rõ lắm. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình chỉnh phần sky, là cái môi trường của nó ha. À, mấy em nhìn thấy đây là cái môi trường, nó có cái preset có sẵn ha. À, đấy mấy em cứ việc đào thư viện này về, thí dụ như mình muốn cái nào nó sáng hơn, môi trường nó luôn luôn nó có sẵn như thế này ha, mình muốn nó ở trong màu cam, màu vàng, màu trắng gì đó, mình lít mình chờ một tí, nếu đã đào rồi thì mình lít đúp là nó tự động nó thay, còn nếu chưa là nó sẽ xoay nó đào về cho mình trong vòng mấy giây gì đó rồi ha, là nó sẽ lấy cái phần đó đây, à bắt đầu nó thay ha. Thì cái màu này có thể nó đậm hơn hay nó gì đó ha. Rồi xong, bắt đầu mình chỉnh tiếp ở đây trong cái phần sky, thì mấy em có thể chỉnh sáng lên đúng không, này vừa đủ thôi nha mấy em, thì hình mình render nó rất là đẹp ha.
Đây là mình thầy đang nói về tester ha, chưa đánh đèn gì hết. Mấy em nên sử dụng tester trong này cho nó nhanh, tại vì mấy em thầy muốn coi là mấy em làm tester nó như thế nào. Ha. Nộp bài thì vẫn nộp Maya bình thường ha. Mấy em sẽ xuất một cái file như thế này. Trong này nó còn nhiều thứ nữa. Ha, từ camera cho tới các kiểu để chỉnh thì mấy em từ từ mấy em xem. Thì thầy chỉ cần mấy cái cơ bản cho mấy em thôi. À, ở đây nó có cái phần output, ở trên cái phần render nó có phần output nè, kích thước ha. Kích thước mấy em có thể để thiệt lớn lên ha, để mình in lên A4 nha mấy em. Ở đây mấy em để lớn lên tí rồi mình in lên A4. Rồi mình có thể chọn CPU hay GPU gì ở đây đều được hết ha. Chất lượng mọi thứ ở đây mấy em cần nhìn, và nó có thể xuất ra video. Mấy em thấy không? Video ở đây là thí dụ mình xoay 360 độ hay là mình diễn gì đó đơn giản thì mình sẽ vào cái phần anime ha. Trong cái phần anime này nó mới có. Rồi, anime nó mất cái thanh diễn đâu rồi? Đây, nó có cái thanh diễn. Thanh này thì mấy em bật key tự động ở đây nè. Mấy em dời nó đi và xoay nó là nó sẽ đi ha. Ví dụ như em chọn key đây. Và nó có thông số trong cái phần diễn xuất. Mấy em sẽ chọn cái object ha, đây là cái object. Sau đó mấy em có thể xoay ở đây, chọn công cụ nè. Ha. Đấy, xoay như thế nào mấy em có thể gõ vào thông số transform ở đây bao nhiêu độ, ví dụ như 0 độ à, rồi đến mà bao nhiêu giây gì đó, bao nhiêu frame gì đó, mấy em có thể xoay nó tiếp, nhưng mà mấy em phải xoay nó trước ha. Thì ở đây là bắt đầu mấy em sẽ thấy nó có key sẵn đúng không, nó tự đặt key giống như After Effects vậy đó, được chưa? Và xuất ra thì ở cái phần hồi nãy đúng không? Set up đâu hết rồi. Đây, mình chọn render ha, và phía dưới này nó có video. Mấy em xuất từ frame bao nhiêu đến frame bao nhiêu ha. Rồi. À, đâu rồi? Kích thước MP4. Ok. Rồi, lúc này là mình chỉ cần render, bấm render video thôi ha, là nó sẽ ra. Thì ở cái phần này thì mấy em render mấy em chọn để view bình thường ha. Để view bình thường xuất file thôi. Ở đây mấy em để render viewport ha. Đấy, nó ra một cái hình như thế này, rất là nhanh. Đúng không? Đấy là rất là đầy đủ à, mấy em có thể chỉnh sáng tối thêm, canh thêm cho nó đẹp. Thì thầy hướng dẫn sơ để em thấy là cái này nó tiện rất là nhanh ha. Thường thường là cái này sau này mấy em đi gặp khách hàng thì mấy em sẽ dùng một cái nữa, đó là xuất ra import ra Marmoset view ha. Đây bây giờ mấy em bấm nè, Marmoset nè, view nè. Rồi mấy em đặt tên nó là ví dụ như tên này, rồi của em nào gì đó, tác giả gì đó hay gì mấy em cứ thích cứ để đây. Xong mấy em bấm muốn xem thì review chứ ha, còn không thì cứ export nó đi. Rồi mấy em sẽ thấy cái file nó nằm ở đây. Đâu rồi? Quên nữa, nó đi đâu rồi? Đây mình đặt tên ha, sen kia nó đè chồng lên ha. Đây sen mới ha, sen mới đây, lướt đứt vào, mấy em thấy giống như sketch pháp
Lúc này chấm mà em muốn view cho khách hàng zoom cận cảnh gì đó thoải mái ha. Rồi muốn set model, mà em muốn coi model lưới lướt vào ha, thấy chưa? Thì cho nên là chấm chấm bài rất là tiện, mấy em coi không có cần phải mở mà già đúng không? Đấy, muốn coi normal, muốn coi map gì của mấy em là nó sẽ hiển thị hết. Dạ. Normal map. Đây. Bùm nào. Cái gì nó lên hết ở đây. Rất là tiện. Rồi. Và có thể xuất ra video ha. Như vậy là đơn đơn giản, mấy em cố gắng sử dụng cái này để sau này mấy em còn ứng dụng được nhiều thứ. Rồi ha.